Tang lễ Phi Nhung, chị Nghi Hữu hoành tráng nhất và chỉ có thể một lần duy nhất. Đám tang Phi Nhung ngày 13 tháng 10 vừa qua, về mức độ hoành tráng của nó, có lẽ từ trước đến giờ chưa một nghệ sĩ nào có được một niềm an ủi lớn đến như vậy. Người hâm mộ trong nước cũng như hải ngoại, người đến tưởng nhớ, người ở xa thì trực tiếp theo dõi trên màn hình cảnh diễn ra tang lễ của ca sĩ, đã cho thấy sự ngưỡng mộ về tài năng cũng như tính cách sinh thời của nữ ca sĩ, mà cả triệu triệu người trên thế giới đều phải ngậm ngùi và xót xa cho một tài năng còn đang có rất nhiều hoài bão nhưng lại ra đi quá sớm khi đang độ chín mùi của nghệ thuật. Cũng có thể khẳng định đám tang nữ ca sĩ Phi Nhung là đám tang duy nhất và chỉ có một lần duy nhất khán giả thương tiếc nhiều đến như vậy. Rạng sáng ngày 13 tháng 10 giờ Việt Nam, tang lễ Phi Nhung chính thức diễn ra tại chùa Huệ Quang, Santa Ana, California. Theo cáo phó, lễ tang được chia làm 3 hoạt động chính bao gồm lễ cầu siêu, lễ phát tang, lễ thăm viếng và lễ tưởng niệm. Những diễn biến trong tang lễ ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ liên tục được cập nhật. Vào 1 giờ sáng giờ Việt Nam, tức 11 giờ tại Mỹ, lễ cầu siêu của nghệ sĩ Phi Nhung Wendy Phạm ôm tro cốt mẹ bước vào chùa Huệ Quang. 1 giờ 20 Việt Nam, tức 11 giờ 20 tại Mỹ, lượng khách đến viếng cố ca sĩ ngày càng đông hơn, không gian tang lễ đượm buồn. 1 giờ 40 phút, tức 11 giờ 40 tại Mỹ, Mạnh Quỳnh ngẹn ngào tiễn biệt người tri kỷ sân khấu Phi Nhung. Ca sĩ Mạnh Quỳnh ngẹn ngào chia sẻ về Phi Nhung: "Đến bây giờ tôi cũng không ngờ mình đứng đây để tưởng niệm một người có nghĩa rất lớn lao trong cuộc đời của tôi." Phi Nhung là người ca sĩ rất chuẩn mực. Khi làm việc với Phi Nhung, mọi người mới thấy ý chí và sức bền của Phi Nhung. Những lúc Phi Nhung làm việc căng thẳng, Phi Nhung đều nhắn tin cho Mạnh Quỳnh. Tôi đã xoa dịu Phi Nhung bằng những câu nói đùa và bức ảnh mặt cười. Xin Phi Nhung là ba mẹ, nhưng hiểu Phi Nhung nhất chỉ có Mạnh Quỳnh. Cô ấy là người ca sĩ có thể dành cả đời cho công chúng. Cô ấy sống vì mọi người, có thể hy sinh hạnh phúc để vì mọi người. Trên tay Phi Nhung không bao giờ đeo vàng, đồ hiệu hay đồng hồ vàng. Vì vậy nếu ai đó nói Phi Nhung trục lợi gì đó cho bản thân thì quý vị hãy vào chùa hoặc nhà thờ để sám hối, chuộc lỗi và nhìn nhận lại bản thân mình đi. Phi Nhung năm nay mới có 51 tuổi, bao nhiêu hoài bão cô ấy nói với tôi mà giờ không thực hiện được nữa. Vụ lùm xùm mấy tháng qua ở Việt Nam khiến cho Phi Nhung buồn nhiều lắm. Phi Nhung tâm sự với tôi. Tôi nói với Phi Nhung rằng có muốn tôi lên tiếng không, nhưng cô ấy nói: "Thôi ông ơi, bao nhiêu năm nay ông là người tốt rồi, bây giờ ông có nói tốt cách mấy đi, người ta cũng bẻ thành xấu được. Bản thân tôi đã nằm trên chảo dầu, người ta muốn chiên, muốn xào, nấu gì cũng được. Còn ông thì ông ráng giữ gia đình hạnh phúc của ông đi." Quý vị thấy đó, sự hy sinh của Phi Nhung dành cho tất cả mọi người. Mấy hôm nay tôi khóc rất nhiều. Còn Wendy, chú Quỳnh chia buồn với Wendy. Chú Quỳnh vô dụng lắm, không che chở, không bảo bọc được mẹ cho con. Chú Quỳnh khuyên mẹ về Mỹ vì đã làm từ thiện nhiều năm nay rồi. Tuy nhiên Phi Nhung vẫn cứ hết mình với công tác thiện nguyện. "Tôi về mà ông, tôi test âm tính 2 lần rồi. Ông yên tâm, tôi còn khỏe lắm. Tôi sẽ về hát với ông mà." Nhung vẫn còn gửi hình tập thể thao cho tôi. 11 giờ 50 phút ở Mỹ, Gigi Phương Trinh khóc nghẹn ngào kể về Phi Nhung như một người em ruột. "Đứng trước tro cốt Phi Nhung, Gigi Phương Trinh xin được nhận nghệ sĩ là em ruột của mình. Trước tro cốt của em, chị sẽ xem Wendy như là gia đình ruột, sẽ luôn bảo bọc, nên em đừng lo mà ra đi thanh thản. Những tâm nguyện của em chưa làm xong, chị hứa sẽ tiếp tục làm. Bên kia thế giới em sẽ không còn đau buồn nữa. Những gì em còn oan ức, chị sẽ xoa dịu hết cho em." Phi Nhung là con nuôi của mẹ tôi. Có lần Phi Nhung nói với tôi, sao đi đâu chị cũng giới thiệu với mọi người em là em nuôi, sao không nói em là em ruột chị. Lúc đó tôi mới 23 tuổi, còn non nớt nên nói lại là: "Nếu chị nói em là em ruột thì người ta nghĩ mẹ chị 2-3 đời con, người ta sẽ nghĩ sai về mẹ chị, nên chị không thể làm được." Đó là điều tôi than nát, hối hận vì không thể thực hiện cho Phi Nhung. Và hôm nay, tại nơi đây, cho tôi giới thiệu lại với mọi người, Phi Nhung là em ruột của con. Gigi Phương Trinh đã hứa với Phi Nhung sẽ yêu thương và bảo bọc Wendy. Tâm nguyện Phi Nhung còn dang dở thì tôi sẽ thay em thực hiện. Bên kia thế giới mong em đừng đau buồn thêm nữa. Chị hứa những gì em còn oan ức, chị sẽ xoa dịu cho em. Vào 12 giờ tại Mỹ, đông đảo khán giả gần xa đến thắp nhang và tiễn biệt Phi Nhung. Như đã thông báo từ trước, trong khung giờ 13 giờ đến 19 giờ 30 tại Mỹ sẽ mở cửa cho công chúng yêu mến Phi Nhung đến thăm viếng và thắp hương lần cuối. Khán giả tại Mỹ đã sắp xếp thời gian đến thắp hương tiễn biệt cố ca sĩ. 13 giờ tại Mỹ, gia đình con gái ruột Phi Nhung vắng khăn tang. 15 giờ 30 phút tại Mỹ, nghệ sĩ Hồng Đào, ca sĩ Bằng Kiều xuất hiện tại tang lễ Phi Nhung. 14 giờ tại Mỹ, một số nghệ sĩ không thể đến tang lễ Phi Nhung đã gửi nỗi niềm chia sẻ từ xa. Nghệ sĩ Nhân Dân Lệ Thủy gửi lời những nỗi niềm đến Phi Nhung.
Nhung ơi, cô Thị có nghe tin con nhập viện vì Covid-19, nhưng không thể đến thăm con được. Cô không ngờ là con đã ra đi. Sự ra đi của con để lại nỗi thương tiếc với đồng nghiệp và khán giả. Đến bây giờ cô vẫn không tin con đã ra đi. Những kỷ niệm với cô và con nhiều vô kể. Mới hồi tháng 4 vừa qua, con còn gọi nhờ cô tham gia chương trình hát từ thiện. Nhưng không ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng của cô và con. Con đã sống quá xứng đáng. Với đời một người nghệ sĩ, con sống cho người khác nhiều hơn cho bản thân. Khán giả sẽ mãi nhớ và thương về một nghệ sĩ tài hoa như con. Danh ca Thái Châu nghẹn ngào, thực sự là một mất mát to lớn với dòng nhạc quê hương, dân ca, với khán giả yêu mến tiếng hát của Phi Nhung. Tất cả anh em nghệ sĩ và khán giả sẽ luôn cầu nguyện cho em mau về với cõi Phật. Tôi và giới nghệ sĩ sẽ luôn nhớ về em. Ca sĩ Quang Dũng chia sẻ, không ai có thể ngờ Phi Nhung ra đi sớm như vậy. Tất cả các nghệ sĩ từng làm việc chung với Phi Nhung đều yêu mến tính cách hiền lành, thân thiện của cố ca sĩ. Vào lúc 14:30 tại Mỹ, danh ca Giao Linh đến viếng ca sĩ Phi Nhung. Danh ca Giao Linh, sự ra đi của ông xã đã khiến cho tôi quá đau lòng. Nhưng sau đó đến Phi Nhung, khi hay tin Phi Nhung bệnh, là lúc đó ông xã tôi vẫn còn đang khỏe. Chúng tôi coi Phi Nhung như con, nên mới nói tội nghiệp con quá. Trước hôm tôi rời Sài Gòn về Mỹ, tôi có gọi điện thoại cho Phi Nhung, bảo ba mẹ đi trước đi, mấy ngày sau con đi. Tôi thương Phi Nhung vô cùng, tôi quá sức đau lòng và không còn nước mắt. Khi đến đây, mẹ mong con ra đi thanh thản, mẹ yêu con rất nhiều. 15:15 tại Mỹ, nhiều nghệ sĩ hải ngoại đến viếng Phi Nhung. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung nghẹn ngào bày tỏ nỗi lòng trước sự ra đi của Phi Nhung. Nguyễn Hồng Nhung cho rằng đây là một điều không công bằng, bởi lẽ đứa con thứ hai của Wendy Phạm, con gái Phi Nhung, từ lúc chào đời tới nay vẫn chưa gặp cũng như được bà ngoại bế bỏng. 16:00 tại Mỹ, các nghệ sĩ tại Việt Nam gửi lời chào vĩnh biệt từ xa. Nghệ sĩ Lê Giang, bạn già Phi Nhung của tôi, vĩnh biệt bà. Bà mất 10 ngày rồi nhưng vẫn còn hình ảnh của bà, giọng hát của bà vẫn còn vang. Bà hát hay lắm, mà bà mất sớm quá, bà đi thanh thản nhẹ nhàng. Đừng nghĩ gì nha Nhung, bà phù hộ cho các con của bà được bình an nha. Nghệ sĩ Kim Tử Long nghẹn ngào chia sẻ, Phi Nhung ơi, anh rất tiếc là anh không thể thắp một nén nhang để đưa tiễn em đi. Phi Nhung là một nghệ sĩ đã gây rất nhiều ấn tượng trong lòng anh với bao vở diễn, bao nhiêu bài hát. Em ra đi làm anh quá bàng hoàng. Anh chỉ cầu mong cho em mau về với cõi Phật. 17:00 tại Mỹ, MC Kỳ Duyên có mặt tại tang lễ, chia sẻ những ký ức đẹp về cố ca sĩ Phi Nhung. 17:15 tại Mỹ, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan kể về kỷ niệm với Phi Nhung. Phi Nhung ơi, chị Bé Heo rất thương em, nhớ hoài những món quà em gửi cho chị. Chị thương em lắm, đặc biệt Phi Nhung lúc nào cũng gửi những món quà đẹp, thật là đẹp, nặng thật là nặng. Chúc em ngủ thật ngon và sẽ được anh Chí Tài hát bè mỗi ngày. 17:30 tại Mỹ, chương trình văn nghệ tưởng nhớ Phi Nhung. Quang Lê trình bày nhạc phẩm Ngày Buồn để tiễn đưa đàn chị. Anh cho biết khoảng thời gian mới về Việt Nam, chính Phi Nhung là người nâng đỡ, giúp đỡ mình, điều mà hiếm có ai làm cho anh. Minh Tuyết nghẹn ngào nhắc lại kỷ niệm lúc làm nghề cùng Phi Nhung. Minh Tuyết cho biết 25 năm trước, chính Phi Nhung là người dẫn dắt, bóc xô cho Minh Tuyết. Khi vừa đặt chân sang Mỹ, em không nghĩ 25 năm sau lại hát tặng chị trong bối cảnh tiễn đưa chị thế này. Em gửi chị ca khúc Giấc Mơ Cánh Cò. Chị hãy bay thật xa, bay đến những nơi bình yên, không phiền muộn nhé. 18:30 tại Mỹ, Việt Hương xuất hiện tại tang lễ và khóc nức nở, kể lại hành trình vừa qua. Những ngày qua, tôi đã phải kiềm nén cảm xúc rất nhiều. Lúc Phi Nhung nhập viện, có những khoảng thời gian khủng khiếp với tôi. Khi phải đưa ra quyết định khó với Phi Nhung, tôi nhắn tin cho Wendy mà tay chân bủn rủn. Việt Hương kể trong nước mắt, cô xin lỗi vì đã không làm tốt nhất có thể. Cô mang mẹ về với con, nhưng không thể toàn vẹn như ban đầu. Cảm ơn những đồng nghiệp xa gần, những khán giả của Phi Nhung đã luôn theo dõi hành trình của nữ ca sĩ. Việt Hương tiếp lời. 19:00 tại Mỹ, Mạnh Quỳnh hát ca khúc cho chính mình sáng tác, Tiễn Em Cuối Đường, kết thúc buổi ca nhạc tưởng niệm Phi Nhung. 19:30 tại Mỹ, lễ tưởng niệm và đốt nến.